Chào các bạn quay lại bản tin bóng đá sáng ngày 25 tháng 6 có những nội dung hấp dẫn nào? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Messi chia tay đội tuyển Argentina. MU chuyển hướng sang chiêu mộ Moise Caicedo. Mbappe khiến PSG phẫn nộ, cảm thấy bị lừa vố đau. Lionel Messi sẵn sàng rời tuyển Argentina tạm thời để tập trung toàn lực cho Inter Miami. Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Miro, Anh, hôm nay 25 tháng 6. Nhà vô địch World Cup Lionel Messi đang chuẩn bị chia tay đội tuyển quốc gia Argentina để tập trung cho sự nghiệp mới của mình tại Inter Miami ở giải MLS. Lionel Messi đã sẵn sàng làm choáng váng Argentina và khiến cho thủ lĩnh của Inter Miami CF, David Beckham trở thành một người đàn ông hạnh phúc. David Beckham hiện đang là đồng sở hữu Inter Miami cùng với các cổ đông lớn là George và Rose Buck. Nhưng Messi, người vừa đón sinh nhật lần thứ 36 vào ngày hôm qua, chỉ đang lên kế hoạch tạm thời chia tay là Albiceleste thân yêu. Gần đây, cựu ngôi sao của Barcelona và mới rời PSG được cho là đã nói với huấn luyện viên đội tuyển Argentina Lionel Scaloni rằng anh thấy lý tưởng nhất là có một năm được nghỉ các nhiệm vụ của đội tuyển quốc gia, trong khi anh và gia đình định cư ở Mỹ. Điều đó đã ảnh hưởng nặng nề đến Scaloni và cần được Liên đoàn bóng đá Argentina phê chuẩn trước khi có thể đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Messi. Nhưng đó là vị thế của Messi ở quê nhà sau chiến thắng của Argentina tại World Cup ở Qatar. Đây là chức vô địch thế giới đầu tiên của Argentina kể từ năm 1986. Người ta tin rằng Liên đoàn bóng đá Argentina và huấn luyện viên Scaloni sẽ chấp nhận yêu cầu của Lionel Messi. Lionel Messi, vợ Antonella Roccuzzo và các con trai Thiago, Matteo và Ciro, được cho là đang lựa chọn các ngôi nhà ở Miami sau khi đồng ý MLS là điểm đến tiếp theo của anh trong giai đoạn cuối sự nghiệp bóng đá lừng lẫy. Nhưng sau khi đưa ra quyết định lần đầu tiên chơi bóng bên ngoài châu Âu kể từ khi gia nhập Barcelona năm 13 tuổi vào tháng 2 năm 2001, Lionel Messi rất muốn bảo vệ di sản của mình bằng cách coi trọng cuộc sống ở Mỹ và giải MLS. Messi tin rằng việc lùi một bước khỏi sự nghiệp thi đấu quốc tế trong tối đa 12 tháng sẽ giúp anh và gia đình thích nghi với môi trường mới, cả về mặt chuyên môn và cá nhân. Những người hiểu rõ Messi nhất nói rằng Messi coi trọng gia đình hơn bóng đá. Bên cạnh việc đảm bảo gia đình hạnh phúc và ổn định, Messi cũng được cho là muốn kéo dài sự nghiệp thi đấu quốc tế với việc ngôi sao này nhắm đến việc cùng Argentina bảo vệ danh hiệu tại World Cup 2026 ở Mỹ, Mexico và Canada, bất chấp gần đây Messi tuyên bố anh sẽ không chơi ở World Cup tiếp theo. Tất cả điều này là một tin tức tuyệt vời cho Beckham, người vừa sa thải huấn luyện viên Phil Neville sau thành tích bết bát xếp cuối bảng MLS Eastern Conference của Inter Miami. David Beckham, 48 tuổi đóng vai trò hàng đầu trong việc thuyết phục Messi chọn Miami làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp lẫy lừng được nhiều người coi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. MU chuyển hướng sang chiêu mộ Moise Caicedo. Khi các cuộc đàm phán mua Mason Mount đi vào ngõ cụt, đội bóng thành Manchester liền quay sang mục tiêu khác là Moise Caicedo. Lãnh đạo Quỷ Đỏ khá thất vọng với thương vụ Mason Mount khi lời đề nghị thứ ba trị giá 55 triệu bảng bị Chelsea từ chối. Đội bóng thành London yêu cầu khoản tiền 65 triệu bảng, bao gồm cả phụ phí, thì mới nhả người. Phía MU cho rằng đây là con số quá cao với Mount bởi anh chỉ còn một năm hợp đồng ở sân Stamford Bridge. Thế nên, họ chuyển sang thăm dò thương vụ Moise Caicedo, tiền vệ cũng trong tầm ngắm Chelsea. Tuyển thủ Ecuador là mẫu cầu thủ khác, hoạt động chủ yếu trong vai trò đánh chặn và đang được Brighton định giá 80 triệu bảng. Chelsea mới đây cũng gửi lời đề nghị 60 triệu bảng nhưng lập tức bị đối tác từ chối. Việc MU nhảy vào thương lượng Caicedo khiến đội bóng thành London bối rối. Huấn luyện viên trưởng Brighton cũng thừa nhận sẽ cho phép học trò rời sân Amex nếu nhận được lời đề nghị phù hợp. Với những áp lực về luật công bằng tài chính, MU không thể ký với cả Mount và Caicedo. Bởi vậy, huấn luyện viên Ten Hag phải chọn một trong hai cái tên nêu trên để tăng cường tuyến giữa. Mbappe khiến PSG phẫn nộ, cảm thấy bị lừa vố đau. Phía Mbappe được cho có động thái khiến PSG phẫn nộ, cảm thấy bị lừa, rơi cảnh giữ cũng, ôm hận mà bán càng thêm cay. Marca cho hay, mẹ của Kylian Mbappe bà phái gia La Marie, người đại diện và các luật sư của tiền đạo này bắt đầu có các cuộc đàm phán với PSG về tương lai của anh. Kế hoạch của Mbappe là sẵn sàng ở lại Paris thêm một mùa giải, để sau đó nhận khoản tiền thưởng 150 triệu euro, lòng trung thành, theo thỏa thuận ký gia hạn vào năm ngoái. Và vì hợp đồng sẽ hết vào hè tới, nên đợi đến ngày 1 tháng 1 năm 2024,
Mbappe sẽ ký tiền thỏa thuận với Real Madrid rồi cập bến sân Bernabeu theo dạng tự do vào mùa tới, nhận khoản tiền lót tay từ 100 đến 125 triệu euro. Tình huống khiến PSG cảm thấy bị lừa và bị xúc phạm. Các ông chủ Qatar muốn bán Mbappe ngay hè này mà, không phải trả 150 triệu euro trên, nhưng đội trưởng tuyển Pháp không chấp nhận, bảo cứ theo cam kết đôi bên mà thực hiện. Với tư cách là người đại diện, mẹ Mbappe và đội ngũ luật sư của anh mang đến một hướng giải quyết khác cho PSG, có thể bán con trai bà cho đội khác ngay hè này. Nhưng với điều kiện giá phải thấp hơn nhiều so với con số nhà vô địch League 1 đòi hỏi. Bằng cách này, Mbappe sẽ được đền bù khoản lớn từ đội bóng mới vì đã chấp nhận bỏ 150 triệu euro từ PSG để đến với họ. Kiểu nào PSG cũng thấy bị Mbappe chơi một vố đau. Như vậy, tin tức này khác với những gì PSG Community và Cadence SR cung cấp rằng PSG và Real Madrid đạt thỏa thuận thương vụ Mbappe trị giá 250 triệu euro cộng thêm 50 triệu euro phụ phí. PSG đang tiến hành cuộc đại tu mạnh mẽ hè này, thờ ơ để Messi ra đi. Sa thải huấn luyện viên Galtier chỉ sau một mùa, chuẩn bị bổ nhiệm Luis Enrique, nhưng xác định Mbappe là nhân tố chính của dự án ở Parc des Princes. Tuy nhiên, vài ngày trước chân sút 24 tuổi khiến lãnh đạo câu lạc bộ này choáng váng với thư thông báo không kích hoạt gia hạn mở rộng đến 2025 mà sẽ chỉ ở lại thêm một mùa. Nước đi này của Mbappe khiến PSG rơi vào bị động, buộc phải bán anh tức thì nếu không muốn mất trắng. Tuy nhiên, tình thế hiện tại thì Mbappe mới là người làm chủ cuộc chơi, tính toán được mọi thứ theo ý mình. Mbappe gọi Messi là huyền thoại. Mbappe gửi thông điệp xúc động nhân ngày sinh nhật thứ 36 của Lionel Messi ngày 24 tháng 6. Chúc mừng sinh nhật huyền thoại Lionel Messi. Chúc anh có một ngày hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Cảm ơn vì 2 năm tại PSG. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ anh với tư cách một cầu thủ, một đồng đội, đối thủ và những người đàn ông, Kylian Mbappe chia sẻ trên trang cá nhân. Với tôi, đó là một đặc ân. Chúc anh may mắn trong chuyến phiêu lưu mới của mình, tiền đạo người Pháp nói thêm. Mbappe đăng thông điệp cảm động, kèm theo bức hình anh và Messi đang bắt tay tại chung kết World Cup 2022. Ở trận này, Mbappe lập hat-trick, trong đó thực hiện một quả luân lưu thành công. Nhưng vẫn không thể giúp tuyển Pháp đánh bại Argentina của Messi. Mbappe thừa nhận là fan của Cristiano Ronaldo nhưng vẫn luôn dành sự tôn trọng cho Messi. Trong đoạn video chia sẻ cách đây không lâu, Ninja Rùa cũng là Messi bật cười khi dùng cụm từ chủ nhân 7 quả bóng vàng để nói về đàn anh người Argentina. Sắp tới, Messi còn có cơ hội giành quả bóng vàng thứ 8. Tuy nhiên, siêu sao sinh năm 1987 cho biết anh không còn quá bận tâm về điều này. Messi khẳng định chức vô địch World Cup đã là cái kết quá trọn vẹn cho sự nghiệp của anh. Trước khi rời PSG, Messi được cho đã khuyên Mbappe không bỏ lỡ cơ hội đến Real Madrid. Theo El Pulgar, Mbappe xứng đáng được tham gia một dự án để giành chiến thắng thay vì tiếp tục gắn bó với đội bóng thủ đô nước Pháp.